trái, chi mua rau, tay phải đặt trên đầu gối. Chúng ta bắt đầu thiền vài giây. Đặt tay trái trên bụng để chúng ta cảm nhận em bé của mình đang hốc mặt ngọt mại hay là nằm yên. Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể từ đỉnh đầu xuống bàn chân, thả lỏng phần vai, hông, bụng, lưng và ngực, thả lỏng phần trán, hai đôi lông mày, điểm giữa hai lông mày, mắt, mũi và toàn bộ khuôn mặt. Ngay lúc này đây, tôi và con của tôi đang ngồi thì cùng với nhau. Khi hít vào, mẹ biết con cũng đang hít vào. Khi thở ra, mẹ biết con cũng đang thở ra. Hai mẹ con ta ngay lúc này đây, hai hơi thở, nhịp tim đã hòa nhịp vào nhau. Tâm trí ta luôn hướng cùng với nhau. Mẹ và con đến lúc này đây đang tập thử trên đường kia hiện tại trung tâm sự. Vừa rồi là bài thiền giữa mẹ và bé, và chúng ta sẽ bước vào phần khởi động. Rồi hít vào, đang giơ hai tay lên, thở ra hạ cánh tay phải xuống, căng cái đùi, căng bên trái lên. Chúng ta hạ nhẹ cùng trở lại, nhấc mắt nhìn lên trần nhà. 3, 2, 1, hít vào, đưa hai tay lên, thở ra hạ nhẹ tay trái xuống. Tiếp tục hít vào, đưa hai tay lên, thở ra đặt tay phải trên đầu gối trái, tay trái sang ngang. Chúng ta có thể co cùi trở lại để vặn sống được các đốt sống lưng tốt hơn. Nhắm mắt lại và tận hưởng những phút giây tập trung vào các đốt sống lưng. Hãy tưởng tượng các chất dinh dưỡng đang đưa đến đốt sống lưng. Tiếp tục hít vào, đưa hai tay lên, thở ra mỗi bên. Rồi, hít vào, đưa hai tay lên, thở ra chấp hai tay lại. Nếu như có gối thì các bạn để cái gối trước mặt, còn không thì chúng ta có thể chồng hai cái tay lên, thư giãn em bé. Rồi tiếp tục hít vào, đưa hai tay lên, thở ra duỗi chân xuống. Chúng ta rung lắc cho đôi chân của mình. Rồi chúng ta có thể co hai chân lại, đặt đúng một tí xíu để đỡ tay chân và cái khớp háng của chúng ta được thư giãn, được mềm mại hơn một chút xíu ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi chào mặt trời nào. Buổi chào mặt trời đang nhìn cơ bản như vậy, cái di chuyển của chúng ta sẽ chậm rãi nhẹ nhàng để hai mẹ con, bụng bầu của ta thoải mái hơn, hai mẹ con của ta thoải mái hơn. Và các bạn hãy nhớ tập như thế nào mà cảm thấy thoải mái nhất. Nếu cái tư thế cái đoạn đó không thoải mái thì chúng ta có thể dừng hoặc là chọn cái tư thế nào mà thoải mái hơn nha. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nào. Chúng ta sẽ đứng trên đầu bé thảm, cách thảm một bàn chân, rồi tác động hai chân để thoải mái, tác động hai chân song song với cái
uống cong lưng một tí xíu, không đẩy bụng tới, chúng ta sẽ đẩy cái hông tới. Rồi thở ra gập người xuống, thì lúc này bầu to có bụng thì chúng ta sẽ co đầu gối lại, hai tay đặt gần chân. Rồi tiếp tục hít bước chân phải ra sau, thả đầu gối xuống. Tiếp tục rút chân còn lại ra sau. Rồi như thế này chúng ta sẽ không có nín thở, khi có bầu chúng ta sẽ không có nín thở nha. Rồi tiếp tục thở, hạ gối. Chúng ta hạ gối xuống như thế này, hạ trán xuống. Rồi nếu hơi mệt chúng ta có thể trồng hai cái quỳ trỏ lên. Rồi hít chống hai tay lên lại, thở hết hơi ra. Tiếp tục hít đều, bò vào đều, thở một nhịp nữa, hít thở. Tiếp tục hít bước chân phải lên, thở bước chân còn lại lên. Tiếp tục hít vươn tay lên, thở hạ xuống. Rồi vòng thứ hai của bên trái, hít vào thở hai tay chắc trước ngực, hít vươn hai tay ra sau lưng, uốn cong người ra sau, thở gập bụng xuống. Hít bước chân trái ra sau, hạ đầu gối xuống. Rồi chúng ta rút chân còn lại ra sau, thở ra hạ trán xuống, cái cù hai cái nắm tay ở phía trước, thở hơi thở lại ở đây nè. Tiếp tục chống hai tay lên, hít thở, hít con bò, thở con mèo, hít con bò, thở con mèo. Tiếp tục hít bước chân trái lên giữa hai tay, thở bước chân còn lại lên. Nhưng mà chúng ta nhớ là tác động hai cái chân ra để không cắn cái bụng nha. Tiếp tục hít vươn tay lên gập sâu lưng, rồi thở ra hạ xuống. Rồi đây là vòng đầu tiên. Rồi vòng thứ hai, vòng thứ hai chúng ta hãy cố gắng tăng tốc lên một tí xíu nữa để cho linh hoạt các cơ xương khớp ở bên trong ha. Rồi bắt đầu nè, hít vào. Rồi, chúng ta nâng từ chân ở cho mẹ thì cho mẹ bầu thì khác hoàn toàn so với cái lớp học cơ bản ha. Rồi chúng ta hãy co hai cái đầu gối lại hơi trùng như thế này, ấn cái thắt lưng xuống dưới sàn, rồi hai tay bám chặt dưới cái thảm, rồi hít vào nâng chân phải lên, thở hạ xuống, hít vào nâng chân trái lên, thở hạ xuống. Rồi hai nhịp nữa nào, hít nâng lên, thở hạ xuống. Tiếp tục nào, hết nâng trái lên, thở hạ xuống, hết nâng phải, thở hạ xuống, hết chân trái, thở hạ xuống. Rồi nâng hai chân cùng một lúc nào, tác động hai chân ra, hết rồi thở ra, hết nâng lên, rồi thở ra hạ xuống, hết nâng lên, thở hạ xuống. Một nhịp cuối cùng nữa là hít nâng lên, thở. Rồi thở ra chúng ta sẽ tác động hai chân ở đây, các bạn giãn rộng ra theo nhịp có thể ha. Mình bị mất cái từ rồi, chúng ta sẽ bám hai cái tay ở trên tìm như thế này. Rồi sau đó đưa hai cái chân của mình xuống, hạ cái hai lòng bàn tay nắm lại hai lòng chân, rồi lắc lưng. Rồi thở ra hạ hai chân xuống, thư giãn một tí xíu, hai nhịp thở, hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm. Rồi chúng ta sẽ nằm nghiêng qua một bên, chống tay lên và ngồi dậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho, thay vì đứng ở trên đầu, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tư thế con thỏ. Đầu tiên khi bước vào tư thế con thỏ,
Tiếp theo con thỏ thì sẽ giúp cho mình thư giãn tim, máu được lưu thông ở trên não, đồng thời máu cũng di chuyển từ các ngón chân lên tới chi, chi lên đến não. Bởi vì khi mà có bầu thì sẽ rất là dễ bị giãn tĩnh mạch, cho nên chúng ta cần hỗ trợ cho cái con thỏ này. Rồi chúng ta sẽ quỳ lên, hai tay chúng ta sẽ nắm lại với nhau, rồi hạ đỉnh đầu xuống thư giãn ở tư thế em bé. Rồi tiếp theo hai tay đặt cạnh cái đang gần cái đầu của mình thành là cạnh lỗ tai của mình, rồi nhào lên ở tư thế con thỏ. Rồi ai tốt thì có thể co hai chân lên nào. Rồi chúng ta giữ ở đây, nhìn ở phía sau một tí, có thể nhìn vào bụng của mình, nói với con rằng con ơi, mẹ và con đang tập một cái tư thế của con thỏ. Rồi ai tốt hơn, bầu nào tốt hơn, chúng ta có thể nắm lấy hai cái bàn chân của mình, dừng ở đây, dừng ở đây. 5, 4, 3, 2, rồi thở ra, hạ xuống, đẩy người ra sau, thư giãn em bé. Giữa cây cầu, rồi hai chân của chúng ta co lại, gần như chạm cái ngón tay của mình. Rồi sau đó nâng cái mông của mình lên, rồi nhắm mắt lại, tập trung vào điểm chính giữa cổ họng. Chúng ta sẽ, nếu như ai mà tốt thì thư giãn ở đây, vừa tập vừa thư giãn 45 giây. Chúng ta tập trung vào điểm chính giữa cổ họng, hít thở bằng bụng, hơi hít thở của chúng ta toàn bộ là hít bằng mũi và thở bằng mũi. Khi thở ra bằng mũi như vậy chúng ta sẽ giữ được năng lượng ở bên trong nha. Cố gắng lên nào, còn 10 giây nữa thôi. 5, 4, 3, 2. Rồi chúng ta trước khi hạ cái bụng xuống, chúng ta đưa cái xương cụt lên trên, rồi từ từ hạ cái lưng xuống trước, rồi mới đưa cái xương cụt. Rồi đây là tư thế nửa cây cầu. Tiếp theo là tư thế đứng trên vai. Một số chị em tư thế đứng trên vai sẽ hơi khó, bởi vì bụng chúng ta sẽ lắng cấn như vậy, chúng ta sẽ cần một cái tường. Rồi chúng ta sẽ nằm vào thảm, hai cái chân của chúng ta sẽ gác ở trên tường, rồi nằm sát vào. Rồi chúng ta sẽ đứng ở tư thế đứng trên vai, hai tay chúng ta sẽ mở lấy lưng ở phía sau như thế này, rồi có thể đưa lên, lúc này không sao hết, mình lộn đảo lộn như thế này, em bé của mình ở trong cũng sẽ được đảo lộn theo mẹ. Bé rất là thích khám phá những cái tư thế mà đảo lộn như thế này phía trên bên trong bụng với các bạn, nên không có sao, hãy yên tâm nhé. Chúng ta sẽ giữ ở tư thế này 15 giây thôi, cố gắng thế nào. Nếu như các bạn mà thiền ở trong các tư thế thì có thể nhắm mắt lại. Ở tư thế này chúng ta vẫn tập trung vào điểm chính giữa cổ họng ha, cố gắng là không nghiêng đầu trái phải. Còn 5 giây nữa thôi ạ. 5, 4, 3, 2, rồi thở hết hơi ra, chúng ta hạ chân vào tường một tí xíu. Rồi, ở tư thế này nếu như các bạn mà không có được nâng chân, hai chân như thế này, thì có thể chúng ta hai chân chạm vào tường, rồi chạm vào tường như thế này rất là thoải mái nha. Máu vẫn từ ở các ngón chân chảy về não và thư giãn tim. Rồi chạm xuống sàn trước, cái mông chạm xuống sàn sau cùng để bảo vệ các đốt sống lưng, nâng niu các đốt sống lưng. Rồi chúng ta hạ chân xuống và nằm nghiêng qua. Rồi chúng ta sẽ thư giãn ở tư thế sắp chết một vài giây ha. Là mỗi ra thư giãn sắp chết một vài giây. Một số bầu lớn thì chúng ta có thể nằm nghiêng như thế này để thư giãn cũng được, rất là tốt. Rồi từ từ chúng ta sẽ ngồi dậy. Một người hơi vất vả ha, bụng bự nằm rất là đi đứng rất là khó khăn, đặc biệt là nằm xuống và ngồi dậy hoặc là nằm xuống và đứng lên rất là khó khăn. Rồi cho thế tiếp theo là chúng ta chủ động người và da cầm chân, mà chúng ta có thể uống thêm một nước, nhưng mà với mình thì mình sẽ bổ sung đạm protein. Khi mà tập như thế này mình sẽ ngậm
dinh dưỡng, nutrient, protein. Mình gặp người thì cái bụng chúng ta to như thế này, chúng ta sẽ làm sao để gặp người ạ? À? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái động tác để hỗ trợ gặp người thôi, chứ không thể gặp như các bạn bình thường được. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ được tập bướm ha. Hai cái chân của ta sẽ, hai cái bàn chân sẽ trụng lại với nhau. Hai cái tay của chúng ta nắm lấy cái bàn chân. Rồi chúng ta sẽ gặp bướm. Rồi việc gặp bướm như thế này sẽ giúp cho cái xương chậu của chúng ta được mở ra. Và mở xương chậu thì các bạn biết đấy, sẽ rất là thuận tiện cho việc. Nếu như ai mà cố gắng xương thường, các bạn hãy tập đi để mình sinh thường. Khi mà sinh thường thì có nhiều cái lợi cho mẹ và bé lắm. Tại vì là mình sinh thường xong thì 6 tuần là mình đã quay trở lại thảm và tập yoga rồi các bạn. Sau 6 tuần thì tập yoga thì trời ơi tuyệt vời lắm. Không chỉ đau lưng và cảm giác như là lâu ngày mình không vận động thì lúc này mình vận động thì cơ của mình, xương của mình nó được lưu thông máu huyết. Rồi đặc biệt là khí hương của mình nó được đẩy ra rất là tốt, mình rất là thích. Sau khi sinh xong rồi được tập các động tác di chuyển đơn giản thì rất là thích, và bầu như thế này thì tập như thế này thì tuyệt vời. Rồi chúng ta đọc từ 10 cho tới 15 nhịp như thế nào các bạn cảm thấy thoải mái hay một đứng rất là thoải mái. Rồi khi tập xong rồi chúng ta đặt hai cái tay trên đầu gối rồi hít vào. Rồi thở ra, đập số trường như thế này. Nếu như mà cái bụng đụng thì chúng ta không trường nữa. Bụng mà không đụng thì cứ trường. Mạnh thì nay hôm nay bụng to quá, không đi trường tới được. Rồi chúng ta sẽ ngồi dậy, hít vào bụng lên. Rồi thở ra, tác động một chân phải ra như thế này. Đủ ngực lên ha, không cần đủ ngực, chỉ cần thẳng lưng. Thở hạ xuống, hít đưa chân trái lên. Thở hạ xuống, hai nhịp nữa nào, hít đưa phải lên, thở hạ xuống, hít đưa trái lên, thở hạ xuống. Rồi ai mà tốt mồm được tê cái xương đòn chúng ta có thể tác động hai chân lên như thế này ha, hít vào, thở ra, tách hai chân ra, đúng rồi, ngồi như thế này rất là dễ thương và thoải mái cho mẹ và bé. Chúng ta giữ tư thế 10 giây hoặc là 15 giây, khi nào mà các bạn cố gắng không được cho nó rớt thì cứ để cho nó rớt ha. Còn mình thì tư thế này thì rất là vô tư, rất là thoải mái. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cố gắng 10 giây nào. 5 4 3 2 rồi từ từ co chân lại, rồi duỗi chân lại, tách rộng hai chân ra một tí xíu. Nào, mình sẽ ngồi lại trên cái thảm, ngồi trên cái thảm vậy. Rồi, hít vào, đưa hai tay lên, không cần căng nha. Chúng ta sẽ cong cong thôi. Thở ra, hạ tay phải của mình nắm lấy ngón chân phải. Chúng ta căng lườn cơ một tí xíu. Các bạn yên tâm, hãy thoải mái để cái tư thế này nha. Tiếp tục hít, đưa tay về, thở ra, đuổi về. Ai mà không đứng được thì chúng ta hạ xuống như thế này cũng được. Thôi hít mắt mình lên trần nhà. Rồi hít vươn hai tay lên đặt sau lưng, thở ra thả lỏng đầu cổ ra sau một tí xíu. Rồi thở hạ xuống. Rồi chúng ta tiếp tục tư thế. Tư thế tiếp theo đó là tư thế con lạc đà. Hai cái chân quỳ lên, tách rộng bằng cái bụng, bằng cái hông của mình. Hai tay đặt ở phía sau lưng như thế này. Rồi hít vào, thở ra đẩy cái hông lên trước, từ 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 đầu cổ mới hạ ra phía sau. Ở thế nào chúng ta đến 5 phút thôi nha. 5 4 3 2 rồi từ từ lùi lùi lên, sau đó đầu cổ lên sau. Rồi con mèo, cứ thế con bò và con mèo thì giúp cho các đốt sống lưng của chúng ta linh hoạt hơn, không bị đau lưng, đặc biệt là di chuyển hơi thở như vậy sẽ đưa chất dinh dưỡng tới đốt sống lưng. Bởi vì khi có bầu chúng ta rất là đau lưng, bởi vì sức nặng của bụng sẽ tác động lên các đốt sống lưng, đặc biệt là các đốt sống lưng ở phía cuối. Do vậy tập tư thế này hỗ trợ rất là tốt. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nào. Chúng ta sẽ tập
6 cho tới 8 nhịp ha. Hít con bò, thở con mèo. Hít bò, thở mèo. Hít bò, thở mèo. Hít bò, thở mèo. Hít thở. Rồi, từ 6 tới 8 nhịp như vậy các bạn nhé. Rồi tiếp theo vẫn như vậy, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cho biến thể một cái xíu tay vào chân nào. Hít nâng tay phải lên, mắt nhìn theo tay, thở hạ xuống. Hít nâng tay trái lên, mắt nhìn theo tay, thở hạ xuống. Một lần cuối cùng nữa nào. Hít thở. Hít nâng lên, thở hạ xuống. Tới biến thể chân, bước chân trái đầu chữa. Để khi nâng chân phải lên, chúng ta có thể thăng bằng. Hít nâng chân lên, thở hạ xuống. Hít nâng trái lên, thở hạ xuống. Hít nâng phải lên, thở hạ xuống. Hít nâng trái lên, thở hạ xuống. Rồi chúng ta ngồi vào tư thế kim cương thư giãn. Mình lại tiếp tục đóng và cần bận thêm một vài bận protein ha. Rồi chúng ta từ từ bụng người đứng lên, chuẩn bị cho tư thế tam giác. Rồi chúng ta bước chân ra phía đằng sau chân phải trước. Rồi đan tay lại với nhau, hít vào, thở ra, đập xuống. Hít đường lên, thở đổi về. Thở. Hít dừng lên, thở ra, hít chân dừng lên. Đấy, hơi tác động hai chân ra. Tiếp tục chúng ta đứng gặp người nào. Hít vươn hai tay lên, thở ra, gặp người xuống. Rồi tác động hai chân ra ha. Chúng ta đập xuống. Để ra đường 5 giây, thư giãn nhịp tim. Chúng ta đang kéo giãn các đốt sống lưng ở phía đằng sau. Bởi vì cái tư thế mà đứng gặp người như thế này á, sẽ giúp trọng lượng của trái đất sẽ giúp chúng ta kéo giãn các đốt sống lưng ra như vậy. Nó sẽ đỡ bị đau lưng hơn. Bởi vì thằng này chúng ta đứng là gì như vậy. Một phút của trái đất, một sức mạnh của cơ thể kéo cái cốt sức mạnh của chân tay được xuống kéo dài. Nó không được kéo dài ra nhưng mà rất là đau lưng. Cho nên những cái thế như thế nào chúng ta hãy cố gắng tập trung vào cái cốt sức mạnh nha. 3, 2, 1, rồi từ từ nâng lên. Rồi, rồi là kết thúc cái chuỗi tập yoga cho mẹ bầu của dòng classic. Rồi và sau đó chúng ta sẽ thư giãn ở tư thế sắp chết. Thư giãn thứ bài thì chúng ta cần một cây gối. Chúng ta có thể cần hai cái gối cũng được, nhưng một cái gối cũng được. Rồi chúng ta sẽ nằm để cây gối một bên như này. Rồi chúng ta sẽ nằm nghiêng qua một bên. Rồi các bạn ôm ấy. Có một cái gối thì kê kê ở đây, như ở trên đầu, một cái gối kia ở đây. Chúng ta sẽ nằm nghiêng thư giãn 5 cho tới 10 phút nha các bạn nhé, để điều hòa lại nhịp tim, điều hòa lại từng bộ hơi thở. Và lúc này khi nào mà sẵn sàng thì chúng ta mới từ từ ngồi dậy. Thank you.
lên và từ từ ngồi dậy. Móc cái gối ở phía sau lên. Rồi. Chúng ta phủ ấm hai tay chưa ra trên gối, một tay chưa ra, một tay ôm con. Chúng ta hô và tiếng ôm cùng nhau để nói với con cái âm thanh ôm như này, tần số của âm ôm á, giúp cho con của mình nó cũng thư giãn lắm. Như vậy mỗi người tập như thế này, các bạn cố gắng mình tự ôm nha.